Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính chửi thề tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tôi đang đứng ở đây, đây chính là Tòa đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức ở Berlin. Và các quan chức của Việt Nam khi đi ra nước ngoài giao tiếp với thế giới văn minh, họ đã bộc lộ rất rõ những trình độ hiểu biết rất thấp kém, đạo đức thì tệ hại của mình, và trở thành trò cười cho thiên hạ khắp nơi trên thế giới. Và ngay cả tại đây, ông đại sứ mới nhậm chức của Việt Nam ở Đức, đó là ông Vũ Quang Minh, cũng đã bị thiên hạ bàn tán xôn xao vì vụ việc ông đã mua riêng vé ghế hạng C, tức là hạng thương gia, để chở có một con mèo của ông trên hãng hàng không Bamboo Airways bay từ Việt Nam sang Đức. Và người Việt Nam khắp nơi tại Đức cũng như ở quốc tế cũng đã bàn luận về vụ con mèo của ông đại sứ này. Ở nước ngoài thì ban tuyên giáo và bộ máy kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam không có tác dụng gì cả, nên mọi thứ đã được phơi bày. Và mời các bạn đón xem bản tin xảy ra ở Mỹ trong thời gian ông Phạm Minh Chính tới trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ để gặp ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước này. Thủ tướng Phạm Minh Chính chửi thề tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Video ghi lại cuộc nói chuyện ngắn giữa ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và các quan chức Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm 13 tháng 5 hiện đã không còn được tìm thấy trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ mà không rõ nguyên nhân vì sao. Cuộc nói chuyện giữa ông Thủ tướng Chính với các quan chức khác bao gồm Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số người khác diễn ra vào trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken và được nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ và phát trực tiếp trên kênh YouTube của bộ này. Điểm đáng chú ý trong đoạn nói chuyện khoảng 5 phút này là cách nói năng bỗ bã của quan chức Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Matthew Pottinger, đã gọi ông này là thằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỗ bã khi nói rằng rõ ràng, song phẳng, mẹ nó, có sợ gì đâu. Đoạn video ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều nhận xét của cộng đồng mạng. Một người xem video này đã nhận xét trên trang Facebook có tên là Kiên Nguyễn, viết rằng làm khách tới nhà người ta mà nói sau lưng chủ nhà một cách vô học, bố đời, bố láo, bố toét. Một người khác có tên là Lê Minh Hoàng thì viết rằng những câu nói này tưởng đang trên bàn nhậu nào đó, chứ không phải là cấp ngoại giao cấp cao, chính khách đại diện cho nước Việt Nam như thế này à? Một bạn thì tên là Hoa Nguyễn thì viết tiếp, ngôn từ miệng thủ tướng mà nghe cứ như ở bến xe. Đến chiều tối vào ngày 14 tháng 5 năm 2022, giờ miền Đông nước Mỹ, khi người xem bấm vào video này trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì được báo rằng video không thể xem được. Trên tweet, cựu nhà báo BBC Bill Hayton thì viết rằng thật quá xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như đã phải gỡ đoạn video trên xuống. Đây không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo của chính phủ Việt Nam gặp phải những chuyện gây chú ý này về mặt ngoại giao khi đi công tác ở nước ngoài. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng tháp tùng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Anh, đã đến ăn thịt bò rát vàng tại quán ăn nổi tiếng của người đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Zippe. Bữa ăn được cho là có giá tới khoảng 1.975 đô la. Điều đáng nói là ông Tô Lâm được nói là đã ăn bữa rát vàng đắt đỏ đó khi mà Việt Nam đang có đại dịch Covid-19 và nhiều người dân bị phong tỏa hàng tháng trời, không có việc làm, không có thu nhập và khốn khó. Bữa ăn này của ông Bộ trưởng Tô Lâm đã khiến báo chí quốc tế chú ý và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn là bò cộng sản. Video Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò rát vàng cũng được đầu bếp Zippe tung lên TikTok và lan rộng trên mạng xã hội. Nhưng ngày sau đó, nó đã được xóa đi hoặc ẩn, không còn được tìm thấy trên tài khoản TikTok của đầu bếp nổi tiếng này nữa.
Và chắc hẳn trong tương lai chúng ta sẽ còn chứng kiến rất nhiều cảnh gây cười như thế của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ đi ra nước ngoài. Bởi vì thế giới văn minh họ sống theo pháp luật và hoàn toàn khác với những gì mà quan chức của Đảng đã được học ở trong nước tại trường Đảng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn gặp phải những thất bại thảm hại khi đi ra nước ngoài.